Ngày 21 tháng 3 năm 2018, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Ninh Tây, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa cho biết, từ đầu năm 2018 đến nay, trên địa bàn xã đã xảy ra 5 vụ cháy mía, mỗi vụ gây thiệt hại từ 5 đến 6 hectare mía. Mới đây nhất, vào trưa ngày 20 tháng 3, một vụ cháy lớn bùng phát tại khu vực trồng mía ở Buôn Lác, xã Ninh Tây, khiến 6 hectare mía của 5 hộ dân bị thiệt hại. Trong số diện tích mía bị cháy này, hộ nhà ông Nguyễn Trung Thành thiệt hại nhiều nhất với khoảng 3 hectare. Sau khi phát hiện cháy mía, gia đình ông Thành cùng hàng chục hộ dân khác đã tham gia dập lửa. Nhưng vụ cháy xảy ra vào giữa trưa nắng, gió mạnh nên phải hơn 2 tiếng sau mới dập được. Sau vụ cháy, các hộ dân đang hối hả thu hoạch mía bán sớm cho các nhà máy, mong muốn không bị lỗ. Người dân cho biết những ruộng mía bị cháy năng suất có thể giảm từ 10 đến 20% so với ruộng mía tươi. Cũng chưa tính được nhưng mà phải thiệt hại thì là sản lượng thì cũng tụt giảm mà này. Thì đốt thì đang phải khô mía hơn là mía tươi bình thường. Mía lại cây nó rất là dễ cháy, nó mặc cảm dễ cháy. Thì cái cháy là thường nó rơi vào những cái mùa khô hanh. Nó có thể là có nhiều nguyên nhân, thì ở đây cũng chưa biết hết, nhưng mà đánh giá nguyên nhân khách quan thì có thể là do một số bộ phận thiếu ý thức. Vì khi mà tới mùa chặt mía là lực lượng nhân công lao động không phải là ở trong địa phương mà ngay cả ngoài địa phương, thì như vậy thì có thể là hút thuốc, rồi quăng tàn, rồi hoặc là nấu ăn, rồi nó vô tình, thì nó có nhiều yếu tố khách quan dẫn tới cái vấn đề là nó cháy. Theo Ủy ban Nhân dân xã Ninh Tây, cây mía là cây trồng chủ đạo của địa phương từ nhiều năm qua. Hiện nay, toàn xã có khoảng 3.700 hectare mía với hơn 1.500 hộ trồng mía. So với những năm trước đây, năm nay người trồng mía gặp nhiều khó khăn do cơn bão số 12 hồi cuối năm 2017 làm nhiều diện tích mía ngã đổ, gãy ngọn. Hiện nay, mía chuẩn bị đến mùa thu hoạch lại hay xảy ra cháy nên giảm trọng lượng, trữ đường. Nhiều hộ dân trồng mía đứng trước nguy cơ bị lỗ. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.